Trời ơi, có chạy. Chạy cái gì đâu? Chạy bên kia kìa. Được rồi, đây là hai chiếc xe cứu hỏa của em. Anh một chiếc, em một chiếc. Chúng ta hãy cùng nhau đi giải cứu thế giới. Okay, let's go. Đây này tao phù ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau dập lửa đi em đi ơi. Cố lên, cố lên. Sao tao gọi tao gọi em này đúng rồi. Rồi. Thành công rồi. Hai đứa làm gì đây vậy con? Dạ, tụi con chữa cháy chú. Giỏi quá ha. Đây là cái đống rác nè, chú đi gom rác, chú đốt để cho nó sạch sẽ và tụi con ra dập lửa của chú là sao? Dạ, tụi con xin lỗi chú, tụi con không biết. Thôi được rồi, chú thấy hai đứa cũng biết bảo vệ môi trường đó, cũng biết làm việc tốt. Dạ. Nè, chú có hai cây xúc xích, chú thưởng cho hai đứa nè. Con cảm ơn chú nha. Ăn đi. Dạ, con cảm ơn chú. Thôi, chú đi đây. Dạ.